Sưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Vâng, thưa quý vị, hôm nay Mộc Nam Huy đã sơn xong hoàn thiện hai sản phẩm. Một bộ ghế Minh Quốc đầu chim cột 12 trên chất liệu gỗ hương đá theo tiêu chuẩn cao nhất. Đó là tiêu chuẩn tay nghề liền nguyên khối, mặt ván liền nguyên tấm và chân đôn, chân bàn, chân ghế nguyên một dàn, đó là dàn chân 12. Một bộ bàn ăn 6 ghế chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%. Hàng đã được Mộc Lam Huy tuyển chọn bông vân, những cái phần bông vân đẹp nhất có thể Mộc Lam Huy đã lựa rồi. Đây là một bộ 6 ghế giá 23 triệu và bộ bàn salon Minh Quốc đào chim gỗ hương đá giá 45 triệu. Hai sản phẩm này được Mộc Lam Huy hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao cho anh Lợi ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin được cảm ơn anh Lợi, cảm ơn anh đã tới tận xưởng Mộc Lam Huy kiểm tra mộc và ký tên trước khi sơn, và đến ngày hôm nay là sản phẩm đã được hoàn thiện rồi. Thì Mộc Lam Huy xin phép quay lại cái clip ngắn này để giới thiệu báo giá đến tất cả quý khách hàng, cũng như là để gửi tới anh Lợi có thể xem được cái sản phẩm này, cũng như đây sẽ là một cái video để lưu lại. Bất cứ lúc nào anh có thể lên YouTube gõ cái từ khóa về sản phẩm của anh có thể xem được. Vâng, đây là bộ ghế Minh Quốc đào chim 6 món cột 12, bao gồm hai chiếc ghế đơn, một chiếc bàn trung tâm có hai hộp kéo hai bên, một chiếc đôn cao hộp kéo và một chiếc đơn thấp, một chiếc ghế băng dài theo tiêu chuẩn 6 món. Minh Quốc đào chim thì với cái phần tó đào chim đã rất là quen thuộc đến tất cả quý khách hàng, một trong những mẫu ghế được bán rất là chạy trên thị trường nói chung và tại Mộc Lam Huy nói riêng. Một cái phần tó được đục chạm rất là đẹp quý vị nhé, rất nhiều các cái chi tiết chạm khắc ở đây được anh em đục rất là đẹp. Tay cột 12 đặc nguyên khối, không tâm không giật, và trên chất liệu gỗ hương đá bông vân rất là đẹp quý vị nhé. Bông vân rất là đẹp, quý vị nhìn từ bất kỳ một cái hướng nào. Các bản tựa được Mộc Lam Huy làm bản tựa tứ quý, biểu trưng cho bốn mùa thịnh vượng. Tay nghề là vẫn tiếp tục tay nghề liền quý vị nhé, theo một cái tiêu chí mà Mộc Lam Huy vẫn thường xuyên quay clip giới thiệu đến quý vị. Tay nghề liền nguyên khối từ đầu tới cuối, trên xuống dưới liền không chắp ghép. Đây sẽ là một cái chi tiết rất là đáng giá ở trên cái bộ ghế này. Mặt ván dày liền hoàn toàn hai phân và không có ghép lối ở đằng sau ở quý vị nhé. Một cái bộ mặt ván nó rất là giá trị nữa. Phần vai được đục các cái chi tiết sen dẹo và chi tiết hoa lá tây, bản vai vén cong và được làm với độ dày đó là 2,5 phân. Và phần chân là phần chân đục đầu lân chân móng theo đúng với thiết kế của các mẫu ghế truyện. Thêm một cái tiêu chuẩn rất là cao nữa mà ngoài thị trường không có, đó là về các cái phần chân đôn. Quý vị có thể để ý rằng là các cái phần chân đôn này được Mộc Lam Huy làm theo tiêu chuẩn chân 12. Chân đôn thấp, đôn cao, chân bàn, chân ghế, tất cả đều là một dàn chân, nó bằng với nhau quý vị nhé, nó to bằng nhau. Quý vị thấy một cái dàn đôn nó rất là to khỏe, và các cái mặt đôn được Mộc Lam Huy làm theo cái form nó lớn hơn rất là nhiều. Bàn hộp kéo, đôn hộp kéo và cắt sẵn kính mặt bàn. Trên tất cả các sản phẩm bàn ghế salon và bàn ăn thì Mộc Lam Huy sẽ cắt tặng quý vị luôn kính mặt bàn, đó là cắt sẵn nhé quý vị nhé. Cắt sẵn cho tất cả quý vị để khi quý vị có nhu cầu mua thì Mộc Lam Huy chỉ có việc chuyển tới nhà quý vị thôi, và quý vị cũng không có phải lo cái vấn đề phải đi cắt lại nữa quý vị nhé. Tại Mộc Lam Huy đã cắt sẵn tặng quý vị rồi, tại vì các cái tấm kính này thì sẽ giúp bảo vệ cái mặt bàn, cũng như là nó giúp cho quý vị khi chúng ta sử dụng chúng ta uống nước trà hay là bất cứ thứ gì ở trên cái bàn này thì nó sẽ không có bị vấy bẩn lên cái mặt bàn. Sẽ có hai cái hộp kéo hai bên để quý vị để thêm một ít đồ nhỏ quý vị nhé, và cái ghế đôn cao cũng có hộp kéo nữa thưa quý vị. Chiếc ghế băng dài, đây sẽ là cái phần đẹp nhất của cái bộ ghế này, đó là cái phần tó đào chim được đục chạm nhiều hơn. Nó sẽ có trống thêm một cái khoảng ở đây, đó là cái khoảng gọi là cái phần cảnh nha quý vị nhé. Đó, đầy đủ chi tiết con chim này, trái đào này, chi tiết bông mai, chi tiết rồng hóa này, các cái chi tiết được anh em thợ đó đục chạm khắc tỉa rất là đẹp quý vị nhé. Bản tựa vẫn tiếp tục là bản tựa tứ quý, một trong những cái bản tựa rất là đẹp, mang đến rất nhiều ý nghĩa quý vị ạ. Mặt ván liền hoàn toàn nguyên tấm nguyên khối. Các cái phần mặt ván này giá trị hơn rất là nhiều so với các cái bản mặt khuôn tranh hay là các bản mặt nối quý vị nhé. Mặt trước được Mộc Lam Huy vén cong rất là đều, rất là đẹp.
Đây là bộ ghế 45 triệu, có rất nhiều các cái clip trong video, trong mục video của Mộc Lam Huy. Quý vị có thể vào trong để tham khảo quý vị nhé. Rồi sẽ có chi tiết hơn về kích thước. Thêm một bộ bàn cũng được Mộc Lam Huy cắt sẵn kính mặt bàn rồi. Một cái bộ bàn hình ô vuông. Quý vị thấy đây, tấm kính là dày 8 ly. Trên tất cả các từ gỗ tràm với gỗ gõ thì Mộc Lam Huy đều cắt kính 8 ly quý vị nhé. Khá là dày dặn và chắc chắn. Bông vân mặt rất là đẹp, đã được Mộc Lam Huy tuyển chọn rồi. Bông vân mặt rất là đẹp, rất là kỹ. Và tất cả các cái mặt ghế cũng vậy. Nguyên bộ 6 ghế thì sẽ có 6 chiếc mặt được Mộc Lam Huy lựa. Các cái phần bông vân nó đồng đều nhất, nó giống nhau nhất, giống nhau nhất có thể, để khi chúng ta kê thành một bộ thì quý vị sẽ thấy rằng là một cái bộ nó đồng đều, nó sẽ không có lệch lạc quý vị nhé. Không có phải là chiếc ghế này rồi vân này vân kia. Thậm chí thì tất cả các cái vân được Mộc Lam Huy lựa theo một cái chiều thôi, theo một cái chiều dọc. Quý vị thấy này, vân núi đi lên theo một chiều, nó cũng khác biệt hoàn toàn đối với những cái sản phẩm mà được làm những cái kiểu tiết kiệm gỗ đó. Cái vân thì dọc theo chiều này, cái vân thì theo cái chiều này đó. Thì nhiều khi một cái bộ ghế nó mất giá trị đi rất là nhiều so với những cái bộ mặt liền, là quý vị chú ý. Và các cái ghế ở đây cũng là cái ghế thuộc cái form đẹp nhất, và các cái phần tó hoa đá tây này, quý vị này, từng đường nét đục chạm rất là đẹp, tinh xảo quý vị nhé. Đó, đục chạm kết hợp với anh em thợ lọng này tạo lên các cái đường nét hoa đá tây, những đường nét nó rất là đẹp quý vị. Bàn tựa là bàn tựa đục bông hồng, và mặt ván là mặt ván 1/7 quý vị nhé, mặt ván liền hết 1/7. Và phần chân là phần chân đục hoa lá tây, chân dưới đục mắt nai. Đó, theo cái mắt của con nai này quý vị, rất là đẹp. Chi tiết hoa lá tây đây. Đó, rất là đẹp trên các cái mẫu ghế hồng này của Mộc Lam Huy. Bàn thì được làm theo dạng khung tranh với khuôn bao ngoài 2/2. Đó, bao làm trong 1/2, bao làm một lá. Vân thì đã được Mộc Lam Huy tuyển chọn, xin lặp lại đến quý vị. Cái bản vai ở dưới này Mộc Lam Huy vẫn làm cong, được đục chạm chi tiết hoa lá tây. Mặt bàn làm cong như này thì Mộc Lam Huy làm cái bản vai nó cong y như thế quý vị nhé. Và bên dưới thì cũng có các cái chi tiết xen dẹo. Về phần chân trụ thì Mộc Lam Huy làm chân trụ đặc nguyên khối tiện lục bình, đục chạm thêm chi tiết hoa lá tây. Và bản chân hai dâu với các cái bản dâu dày 10 phân. Đây là một cái bản chân mà quý vị có thể để ý này. Một cái dàn chân nó rất là to, rất là khỏe. Thông thường thì trên những cái bộ bàn thì các cái phần chân nó sẽ không có được to như vậy đâu quý vị nhé. Đây là những cái tiêu chuẩn hàng cao nhất của Mộc Lam Huy. Quý vị nhìn cái bản chân nó rất là to, và cái thanh đỡ cũng vậy, rất là dày, dày 6/5. Nó khác biệt hoàn toàn đối với những cái tiêu chí ngoài thị trường. Tại vì Mộc Lam Huy làm thì khi mà đã làm cùng một công thì Mộc Lam Huy sẽ làm cái sản phẩm nó đẹp hơn, nó giá trị hơn. Để quý vị dùng thì chúng ta sẽ có được cái độ bền nó cao hơn. Đó. Vâng, hai sản phẩm thì đã được Mộc Lam Huy hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao. Xin được cảm ơn anh Lợi đã ủng hộ hai sản phẩm của Mộc Lam Huy. Cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian theo dõi cái clip này. Bộ bàn ăn giá 23 triệu và bộ ghế giá 45 triệu. Xin được báo giá đến quý vị để quý vị có nhu cầu. Quý vị có thể liên hệ đến Mộc Lam Huy qua hai số điện thoại ở trên màn hình. Việc trực tiếp tới xưởng sẽ giúp cho quý vị kiểm tra được gỗ ngay từ khi còn mộc. Và sau khi quý vị ký tên thì Mộc Lam Huy sẽ sơn theo đúng yêu cầu. Đối với quý khách hàng ở xa, quý vị không tới được xưởng thì quý vị vẫn có thể đặt hàng online qua hai số điện thoại trên màn hình. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video kế tiếp của xưởng gỗ Mộc Lam Huy.